Rồi, em Vũ chào anh chị em mình. Hôm nay là ngày 22 tháng 1 năm 2024. Đây, thì cái ngày ha, 22 tháng 1 năm 2024, thì mình sẽ giới thiệu cho số anh chị em mình cái lô linh sam siêu bông này, giá 500 ngàn trả lại. Những cái cây này tuổi cây nó già thì có cái thước đây, thì độ cao của nó là trên mét anh chị em mình, nhưng mà em những cái cây này em đã cắt gọn, khi mà mình quay á cho anh chị mình coi thì dao đúng như cái video, trong video ha, tức là cái bình thường ví dụ như cái cây đầu tiên là cây 165 này nó rất là cao, cho nên là em phải cắt gọn lại. Bây giờ nó còn khoảng mét đây, cái thước 1 mét là ngay khúc này ha. Đó, cho nên là về anh chị em mình nuôi thì nó ra tàn rất là đẹp. Linh sam siêu bông là linh sam mà nó dễ nuôi, thì cái lô này cũng cho anh chị mình trải nghiệm, cũng có cây nó 100 ngàn anh chị em mình. Thì đầu tiên là cây mã số 165, thì anh chị em mình đó là lưu ý là lựa là theo cái mã số ha, lựa theo cái mã số và em ship ship hàng toàn quốc, anh chị em mình lưu ý bao ship. Thì những cái cây này đóng cũng từ 50 ngàn tới lên anh chị em mình. Này, cây này là đầu tiên là rất là to nha, mã số là 165 165 ha, to lắm, to lắm, cái tay bóp bề ngang anh chị em mình thấy ha, gốc già đây đó, mình phải quay xa cho bà con mình coi. Thì những cái lô cây này phù hợp anh chị em mình để tàn nuôi bông ha. Cây 165 là 500 nghìn đó, còn cây kế bên là 166 giá 100 nghìn đây, nhỏ hơn 100 ngàn ha. Thì khi mà mình bứng lên thì nó có nhánh đây, nó bị gãy đây ha, bị chết, nhưng mà cây sức sống là bình thường ha. Bà con anh chị em mình mua trải nghiệm thì mua thử cây này đó, về bà con mình đem ra nắng giùm em nha, tức là về đem ra nắng tưới nước bình thường, còn nếu mà không bưng cái chậu này có thể là thay cái chậu khác, chậu gì cũng được, hoặc là trồng trực tiếp dưới đất để mình chơi tàn. Cái lô này thì cây rất là khỏe mạnh ha. Tiếp theo là cây 167, 167 này là giá 250, bà con anh chị em mình đây 167 ha, già lắm, cái tay bóp nè. Thì cái cây 167 này á, thì nếu tính ra là nhà vườn ship hơn hơn 50 ngàn anh chị em mình, trung bình đó mỗi cây gì là từ 50 ngàn tới lên. Như đó cái cây này lỡ tên 5 kg nè, 169 nè, độ cao của nó cái cây này thì cái thước này là 1 mét, 1 mét ngang đây ha, 1 mét là ngang đây, thì nó không tới 1 mét, nó tên mét lần bà con mình nó khoảng 1,2 m, em cắt ngang nè, về nữa nó ra tàn ha, vì cho thuận tiện cho việc vận chuyển anh chị em mình nuôi để thưa ha. Mà do em để khít quá cho nên là cái cây nó sẽ cái tàn nó không không như ý muốn được ha, nó cái tàn như gì bà con anh chị mình trồng về nhà, ở nhà ít để thưa ra thì cái tàn nó lớn. Cây 168 là 250, cây hai thân anh chị em mình, gốc dính nè, 250, tại tiền phíp đâu đó bên em hơn 50 ngàn này, chạy ra cây này còn có 200 à, bao ship mà. Cây 169 một cốt ha, cây này cái chậu rất là to luôn, chậu này chắc tên 5 kg quá. Anh chị em mình thấy cái bàn tay em đo lên mở ngang một gang 20,
Cái chậu này mày ngang 3 tấc nặng lắm. Giá 450 kiến. 450 anh chị em mình ha, hoành to. À. Kiến quá kiến. 450 nha. Cái chậu đầu đó khoảng xe 11. Cây tiếp theo nó hoành nó cũng to, giá 300 ha. Đây 170. Ở cái bên Bắc Nhạc mình quay cũng không biết là dính bản quyền hay không nữa. 170 ha. Đây. Tiếp theo là cây 171 giá 400. 171. Thì mình tải lên, nếu mà có dính bản quyền có thể mình xóa anh chị em mình. Cây nào mình bán mình sẽ để lại cái phần bình luận ha. À, cây đó bán rồi, hoặc là anh chị mình hỏi à cây đó còn hay không ha. Còn nếu mua gọi cho mình. Vậy cây 171 là 400 nghìn ha, cây này rất là to nha. Bà con anh chị em mình. Đây. To lắm. Dạ. Cây 172 giá 250. 3 thân ha. À, 173 288. Cây này đúng nó khoảng 4-500 á, tại vì nó rất là to nè. Nhưng mà à, đây nó có nhánh này, khi mà mình xử lý bầu nó có nhánh này chết đây hay mình cắt rồi. Nó cho nên là giá 208. Nó già lắm, lô này nó khoảng 6-7 năm. Già lắm. Bà con mình tình hình cây sung tốt vàng vàng chứ không phải nó bị si gì hết ha. Nó cho nên là đây có cái mạch cây này. Thì giá 288 này rất là vừa ha. Dành cho những người mới trải nghiệm mình chơi. Thì đâu đó em ship khoảng 100 ngàn hay 80 ngàn tiền phí. Cái cây này cái tàn lớn lắm à. Cây 724 400 nghìn. Ba thân. Anh chị em mình đây. 724 ha, 400 nghìn. Ăn mặt nữa. Cái vết đen này mình đã từ tiền rồi ha. Nó cái vết đen này là nó bị cháy đen nè. Cái tàn bình thường mà con mình nuôi lấy bông thì nên lấy cây này ha. Nguyên cái lô này là nuôi lấy bông thì chọn cái này cũng rất là đẹp. 175 giá 750 nghìn. À, 175. Thân nó cong ha. 450 nha. Rồi bà con anh chị mình cái chậu này quá nặng, cái chậu này ship cả 8.000 quá. 450 nha. Anh chị mình lưu ý là cái lô này những cái cây này nó già lắm cho nên lá nó nhỏ anh chị mình. Nè. Linh sam siêu bông mà lá như vậy nè. Già ha, đủ nắng. Rồi một số cây như vậy ha, mình tải lên coi có dính bản quyền không, còn nếu không thì mình cứ để, còn nếu mà có dính bản quyền có thể mình xóa. Bà con anh chị mình có thể chọn những cái cây siêu bông ưng ý rồi. Miền Tây thì 3 ngày, miền Trung, miền Bắc thì 5-7 ngày, và thông báo luôn là khoảng từ 20 đến 23 là bên em ngưng. Tại vì Tết á, cho bưu điện nó ship đi sợ lu bu rồi tới tay bà con mình để, cho nên là đây hình thức đóng hàng đây. Cây linh sâm hồng này tên 10 ký anh chị em mình. Cây linh sâm hồng này nè. Em bán có 300 ngàn bao ship nè. Bán cho chị Sương ha, 300 nghìn nè. Cây B40 nè, 40B nè. Cây này rất là nặng, tàn. Bà con mình thấy không? Bán một cái cây linh sam mà cây này nó ship chắc cũng khoảng gần 100 ngàn á. Có thể 100 ngàn á. Thì mình thu 300 ngàn mình bao ship. Thì bà con anh chị mình thấy cái cây nó bán rất là hợp lý nha. Đây cái lá linh sam hồng đây.
sâm hồng có gai nhưng mà nó ít thôi ha. Rồi mình tạm ngưng máy tại đây nha.